Cảm ơn MC xinh đẹp buổi tối ngày hôm nay đã nhận lời mời làm cầu nối đến các diễn giả trong buổi tối ngày hôm nay với tất cả các anh chị, cô chú chị nhà phân phối trong một cái buổi tối học tập rất là tuyệt vời. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các anh chị lãnh đạo đã giao cho Hiếu một cái nhiệm vụ chia sẻ nội dung cũng rất là hot trong cái gọi là nếu mà nói về kinh doanh á, thì đây cũng là một cái nội dung mà thật sự khi mà lần đầu tiên Hiếu đi đại hội thành công về, thật sự trong đầu nhảy lên rất là nhiều cái ý tưởng, rất là nhiều những suy nghĩ, bên cạnh đó là cái sự hoang mang, lo lắng. Ngày hôm nay thật sự mình muốn làm được kinh doanh quay thành công thì phải làm từng bước như thế nào, phải bắt đầu vận hành kinh doanh này như thế nào. Thì đã nói tới kinh doanh thì chúng ta sẽ biết tới sự khởi nghiệp chắc chắn không phải từ con số 0, đúng không ạ? Nếu như các anh chị đã từng kinh doanh ngoài truyền thống thì chúng ta biết rằng bắt đầu có thể số thấp nhất là số 1, sau đó tới số 10, số 100, thậm chí tới số 1.000 và số 1 triệu, đúng không ạ? Nhưng mà với kinh doanh Onway, nhà phân phối chúng ta có thể bắt đầu từ con số 0. Và Hiếu đã đi dự những cái chương trình gọi là hội nghị vinh danh tại nhà thi đấu Phú Thọ, những chương trình rally, và Hiếu thực sự nhìn thấy những anh chị, những bạn trẻ, những cái anh chị ở độ tuổi trước mình, giai đoạn đầu trước mình khi mà họ khởi nghiệp cùng kinh doanh quay, và ngày hôm nay họ thành công như vậy. Thì có một số anh chị đã khởi nghiệp kinh doanh quay bắt đầu từ con số 0. Chính vì mà mình được đi học, mình được nghe, mình được được nghe nhiều như vậy thì cái niềm tin của mình ngày càng lớn hơn. Và thông qua hai bài chia sẻ của hai diễn giả, hai nhà phân phối rất là trẻ của hệ thống chúng ta, đó là bạn Tuấn Tú và bạn Ngọc Hoa, thì cho chúng ta thấy một điều rằng niềm tin, đúng không ạ? Niềm tin và hy vọng, đúng không ạ? Sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng được những cái thử thách của hiện tại. Tất cả những khó khăn, tất cả những sự từ chối ngày hôm nay, nó chỉ là thử thách. Và em quay, sự thành công trong ông quay cũng là một thử thách lớn cả nhà nha, cũng là một thử thách lớn đối với nhà phân phối chúng ta. Sự thử thách này là em quay đang thử cái độ lì nè, cái độ kiên trì của nhà phân phối chúng ta đến mức nào. Và không phải Hiếu cũng như là các anh chị lãnh đạo trong hệ thống của mình ngày hôm nay đã có được một vài năm kinh nghiệm trong kinh doanh Onway, không trải qua thử thách đâu cả nhà. Có những lúc muốn nghẹn thở, có những lúc muốn bỏ cuộc, có những lúc muốn quay trở về từ đầu để không tiếp tục khởi nghiệp cùng kinh doanh Onway nữa. Nhưng mà có một sự níu kéo để cho vợ chồng Hiếu cũng như là tất cả các anh chị lãnh đạo, cũng như là một số nhà anh chị, cô chú nhà phân phối đồng hành từ đơn vị chính tên 1-2 năm trở lên, vì sao ngày hôm nay vẫn còn khởi nghiệp trong kinh doanh Onway, đó chính là tình yêu em quay. Nên ngày hôm nay chúng ta làm Onway á là chúng ta không hoàn toàn vì một lý do nào, được không ạ? Không hẳn là vì một cái lý do nào nhất định, nhưng phải có một cái lý do phải luôn luôn kiên định, đó chính là tình yêu em quay, tình yêu vào cơ hội và niềm hy vọng về cái cơ hội này. Và Hiếu yêu ông quay như thế nào, và Hiếu khởi nghiệp kinh doanh ông quay như thế nào cho tới thời điểm ngày hôm nay. Thì buổi tối ngày hôm nay thì Hiếu sẽ xin chia sẻ slide cùng với lại cả nhà của mình. Cả nhà còn hào hứng để lắng nghe bài chia sẻ cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Nếu hào hứng hãy cho Hiếu một bàn phím comment là sẵn sàng được không ạ? Tuyệt vời, Hiếu chiếu slide nha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà. Dạ, cho Hiếu hỏi là nhà mình đã thấy được cái màn hình chưa? Trong gần 7 năm khởi nghiệp kinh doanh Onway thì ngày hôm nay Hiếu đã lựa chọn Onway toàn thời gian cả nhà. Và khi mà Hiếu lựa chọn Onway toàn thời gian cho tới thời điểm hiện tại, Hiếu cảm thấy
cuộc đời của mình thật là happy. Với mỗi buổi sáng thức dậy, Hiếu được quyền lo cho bản thân, lo cho sức khỏe của riêng cá nhân mình. Sau đó Hiếu có được thời gian dành được cái bữa ăn sáng xinh mịn dành cho cả mình và gia đình của mình cùng quây quần bên nhau. Hiếu cảm thấy cái buổi thời gian 7 giờ để mình báo cáo và có mặt tại cơ quan nó không còn là một cái sự áp lực. Hiếu cảm thấy là mỗi ngày đến với mình, mỗi ngày mình mở mắt ra nó không còn là sự trông chờ vào ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật nữa cả nhà. Và thực sự nó ngày nào cũng cái cảm giác cũng như là một ngày cuối tuần. Và cái cảm giác nếu như các anh chị ngày hôm nay còn làm ở khối công ty, khối cơ quan nhà nước, chúng ta còn vẫn phải đi làm thuê, hoặc chúng ta vẫn còn đi làm những ông chủ, những ông khổ chủ, thì ngày hôm nay rõ ràng cái cảm giác đó là một cái cảm giác nó khá là xa xỉ đối với chúng ta, có đúng không ạ? Và ở Bình Thuận Hiếu không nói, nhưng mà nếu ở Sài Gòn thì cái cảm giác từ 6 cho tới 7 giờ sáng, từ từ 4 cho tới 6 giờ chiều, cái cảm giác ra đường nó như thế nào ạ? Các anh chị Sài Gòn có cảm nhận được cái múi giờ này nếu mà ra đường thì nó sẽ có một cái sự cố gì xảy ra? Và hầu như là ngày nào cũng như ngày nào, trừ cái ngày cuối tuần là nó hơi thư thả một xíu, được không ạ? Có phải là những cái ngày đó, những cái ngày trong tuần là những cái múi giờ đó thì ngoài đường sẽ là khói bụi xăng cộ, xe cộ từ từ cái vấn đề kẹt xe mà. Và khi mà mình tới cơ quan, mình tới công ty, có phải luôn cảm giác bứt rứt trong người, nóng nảy, rất là khó chịu bởi vì khói bụi mà mình chờ do bị kẹt đường không ạ? Và Hiếu có thể là đồng hành, có thể là đồng cảm được cái cảm xúc đó. Nhưng nếu như ngày hôm nay có một cái sự lựa chọn, nếu như ngày hôm nay có một cái bánh xe dự phòng nữa, thì chúng ta có muốn được tìm hiểu mà chúng ta có muốn nghe Hiếu chia sẻ về cái bánh xe dự phòng nó như thế nào được không ạ? Và trong phòng Zoom cũng như là tại thị trường Sài Gòn Bình Chánh, tại văn phòng Bình Chánh, các anh chị chắc chắn rằng các anh chị đã được ở trong lớp học đại hội thành công của ngày 24, 25 tháng 6 vừa rồi, có đúng không ạ? Chính vì vậy mà ngày hôm nay các anh chị phải quyết định ngồi trong phòng Zoom buổi tối nay để chúng ta có thể nắm được những cái phần cơ bản để ngày hôm nay mình có thể khởi nghiệp cái kinh doanh này như thế nào được không ạ? Khi khởi nghiệp kinh doanh ông quay, khi bắt đầu biết về em quay, thì Hiếu lúc đó là một cô giáo 33 tuổi cả nhà. Và chưa từng thực sự mình chưa chưa có hồi tưởng lại được cái ước mơ của mình cho tới thời điểm là 33 tuổi là như thế nào. Hiếu chưa hồi tưởng được cả nhà. Chỉ cho tới lúc mà khi Hiếu vào cái đại hội thành công của một cái hội nghị của ông quay của hệ thống mình vào ngày 2 tháng 9 năm 2016, thì bắt đầu từ đó Hiếu mới hình dung ra là điều cái ước mơ mà cái thời tuổi trẻ của mình, cái hồi mà mình còn nhỏ, cái thời mà mình còn học phổ thông, mình có bao ước mơ như thế nào. Và tất cả nó ùa về, và những cái ước mơ của thời trẻ đôi nó cũng không lớn lắm đâu cả nhà, bởi vì Hiếu là một người ở một cái tốc độ học không có giỏi bằng lãnh đạo, các lãnh đạo Lan, lãnh đạo Xuân của mình, lãnh đạo Đức Kiên của mình, các lãnh đạo rất là giỏi luôn, nhưng mà bởi vì Hiếu học lực cũng rất là bình thường thôi, nên là Hiếu không có ước mơ gì xa xỉ lắm. Nhưng mà khi vô tới đại hội rồi, cứ nhìn thấy hình ảnh những anh chị, những cô chú trong môi trường ông quay thành công, nhưng mà xuất phát điểm họ cũng là những cái số không rất là tròn trĩnh. Có những người xuất phát điểm là doanh nghiệp, có những người xuất phát điểm là những người rất chi là bình thường, ở tầng lớp cũng rất là bình thường. Thì Hiếu nghĩ nếu như ngày hôm nay họ xuất phát điểm từ con số không như vậy thì chắc chắn cơ hội này vẫn dành cho Hiếu. Và từ cái ước mơ đó, thì bắt đầu Hiếu tấn công em quay cả nhà. Hiếu đến với ông quay là một cái sự tò mò, một cái sự tìm hiểu về một giải pháp chăm sóc sức khỏe. Nhưng khi Hiếu đến với, Hiếu vào được đại hội thành công, thì bắt đầu Hiếu tấn công ông quay và bắt đầu tìm hiểu về em quay để mong ước là mình được làm một nhà phân phối em quay, mong mình tương lai là mình sẽ thành công trong em quay.
và một cô giáo rất chi là bình thường. Thì ngày hôm nay Hiếu là một người phụ nữ độc lập về tài chính, và Hiếu tin tưởng rằng tương lai nguồn tài chính của mình sẽ không dừng lại tại đây, mà nguồn tài chính này sẽ còn tăng thu nhập mỗi năm, tăng thu nhập chu kỳ theo tháng và theo năm cả nhà. Và Hiếu tin chắc rằng Hiếu sẽ không dừng lại ở mức này và thấp hơn, mà chỉ có ở mức này và tăng hơn. Và Hiếu tin tưởng vào việc đó. Hiếu tin tưởng vào điều đó. Năm 2019, Hiếu đã từng mua chiếc xe hơi thứ hai. Nhưng vì một cái lý do yếu tố gia đình, ngày hôm nay Hiếu đã bán chiếc xe hơi này. Nhưng khi Hiếu bán chiếc xe hơi này và anh Điệp chở Hiếu về từ Phan Thiết về, và Hiếu nói với anh Điệp sẽ có một ngày em sẽ mua chiếc xe đẹp hơn chiếc Kia này, sẽ có một ngày em sẽ mua một chiếc xe xịn hơn chiếc Kia này, giá tiền nó phải cao hơn chiếc Kia này. Và đó cũng là lần mà Hiếu Hiếu nuốt đi những giọt nước mắt khi mà Hiếu trở về Tánh Linh và tiếp tục bắt đầu khởi nghiệp cùng kinh trên Away vào năm 2019. Đây là giai đoạn Hiếu bắt đầu bảo trợ bác sĩ Mai Hạnh này cả nhà. Và Hiếu có niềm tin rằng trong tương lai sắp tới Hiếu sẽ sắm một cái con xe đẹp hơn cái con xe này nữa. Vậy ngày hôm nay nếu các anh chị cũng là những người phụ nữ xuất phát điểm bình thường giống như Hiếu, ngày hôm nay các anh chị có tin tưởng rằng mình sẽ có cơ hội được sắm những chiếc ô tô đẹp theo ý mình không ạ? Nhưng mà Hiếu tin tưởng vào điều đó. Nếu như ngày hôm nay Hiếu tiếp tục khởi nghiệp trong kinh doanh Away, và ngày hôm nay thông qua môi trường em quay, Hiếu có một gia đình gọi là khá ổn, Hiếu cảm thấy là happy. Mặc dù có rất nhiều sóng gió, có rất nhiều bão tố, ngày hôm nay nhà phân phối hay than phiền với Hiếu, ông xã em thế này, vợ em thế kia, nhưng mà thật sự gia đình Hiếu cũng là một gia đình như vậy cả nhà. Khi bắt đầu khởi nghiệp, hai vợ chồng mới 24 tuổi, rất nhiều những biến cố xảy ra khi bắt đầu mở công ty, rồi khi bắt đầu gặp biến cố về tài chính. Thì khi gặp biến cố về tài chính thì đồng nghĩa với việc gia đình sẽ xảy ra xung đột. Có ai giống như nhà Hiếu không ạ? Nhưng mà chắc chắn khi tài chính có vấn đề, là tình cảm có vấn đề, gia đình có vấn đề, là cái chuyện xung đột diễn ra rất là bình thường. Nhưng mà thông qua cơ hội em quay, thông qua môi trường em quay, ngày hôm nay cả hai vợ chồng Hiếu cùng ngồi lại với nhau, bàn và lên một cái chiến lược là ngày hôm nay một người truyền thống, một người kinh doanh ông quay, làm sao để chia nhỏ ra, làm sao để một tháng mình có thể gồng gánh và có thể chi trả tất cả những cái khoản tiền chi phí cho gia đình và chi phí cho kinh doanh, làm sao để cân đối hài hòa như vậy. Và bắt đầu từ năm 2019, vợ chồng Hiếu từ xung đột, từ biến cố bắt đầu ngồi bàn luận và chia trách nhiệm cho nhau. Chia trách nhiệm cho nhau thì cho tới ngày hôm nay với cái phương án này Hiếu cảm thấy khá ổn cả nhà, khá ổn, và cho tới mức này Hiếu cảm thấy là tương đối hài lòng. Và không những hai vợ chồng Hiếu đâu mà cả hai đứa con của mình nữa, cùng đồng hành với ba mẹ trong những cái chiến lược để giải quyết về vấn đề về tài chính và phát triển sự nghiệp kinh doanh cho cả gia đình. Chính vì vậy mà Hiếu có một cái gia đình đồng cảm, tìm được cái tiếng nói chung. Nếu như ngày hôm nay chúng ta là những người phụ nữ, chúng ta là những người đàn ông đã lập gia đình và đang lập gia đình, thì chúng ta có mong muốn điều đó đến với gia đình mình không cả nhà? Nếu mong muốn thì các anh chị ơi, các anh chị hãy đưa một nửa yêu thương của mình vô môi trường. Còn nếu họ chưa vô được môi trường, chúng ta hãy dụng tâm tìm mọi cách được không ạ? Còn ngày hôm nay chúng ta trì hoãn cái việc đó thì chúng ta sẽ ít tìm được cái sự gọi là đồng cảm được mà, thì một mình chúng ta sẽ chiến đấu trong sự cô đơn nhiều hơn, đôi khi sự tủi thân cũng nhiều hơn. Và dụng tâm như thế nào thì các anh chị cần những cái mẹo nào thì có thể nhắn tin riêng cho Hiếu để Hiếu có thể hỗ trợ cho các anh chị được mà. Và ngày hôm nay thông qua môi trường Amway, Hiếu có năng lực báo hiếu, năng lực giúp cho mẹ của mình, ba của mình có những cái chuyến du lịch mà từ trước giờ Hiếu chưa bao giờ dám suy nghĩ tới cả nhà, chưa giờ dám suy nghĩ tới.
Và năm nay Hiếu đã hoàn thành được cái chuyến du lịch Tokyo cho má của mình vào sang năm. Và đây cũng là một chuyến du lịch mà Hiếu Hiếu ấp ủ cả nhà. Năm ngoái thì Hiếu đưa được vợ chồng Hiếu đưa được má của mình đi du lịch ở trong nước, nhưng mà năm nay thì vợ chồng Hiếu quyết tâm là đưa má của mình đi du lịch ở nước ngoài để có thể vận hành cái cú bắp bo sau cái chuyến đại hội thành công Thái Lan vào năm 2018, để má mình có thể là cùng trải nghiệm thế giới cùng với mình trong những cái năm ở tuổi xế chiều. Thì và thông qua môi trường ông quay thì ba má Hiếu ngày hôm nay cảm thấy tự hào về con cái của mình, cảm thấy có niềm tin hơn về sự nghiệp của con cái của mình. Và ngày xưa khi Hiếu có thu nhập 1.000 đô của ông quay rồi, nhưng mà má Hiếu vẫn không tin là cái tiền đó về thẻ ATM của Hiếu cả nhà. Và khi Hiếu dẫn đi du lịch cùng một vài chuyến du lịch cùng đội nhóm và cùng công ty như vậy thì má Hiếu bắt đầu có niềm tin. Và có niềm tin và ngày hôm nay nhìn hệ thống, nhìn đội nhóm Hiếu ngày càng lớn mạnh thì má Hiếu càng hạnh phúc. Càng hạnh phúc. Đó đó là một cái giá trị mà Hiếu cảm thấy hạnh phúc. Khi mà mình có thể làm được một cái điều gì đó cho ba mẹ của mình. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta là những người con, chúng ta hãy nghĩ tới cái tuổi xế chiều của ba mẹ của mình đi. Tuổi xế chiều này sẽ không dừng lại so với lại cái tốc độ, cái sự trì hoãn, sự thành công của mình nha các anh chị. Nên đó cũng là một động lực để cho Hiếu mỗi ngày chiến đấu với mục tiêu của mình, mỗi ngày hành động với lại kế hoạch của mình và đội nhóm của mình. Mà chuyến du lịch và thông qua ông quay thì ngày hôm nay cứ trung bình là Hiếu, vợ chồng Hiếu sẽ nỗ lực cùng với lại đội nhóm của mình, mỗi năm sẽ đi một quốc gia, mỗi năm sẽ đi một châu. Có tuyệt vời không ạ? Và chuyến du lịch Paris Pháp vào năm tài chính tới này là Hiếu nhất định sẽ giành được cái chuyến du lịch này để cho mình có thể trải nghiệm ở châu Âu cùng với lại đồng đội của mình và các leader của mình. Nên ngày hôm nay chúng ta chưa được đi du lịch trong kinh doanh Away thì rõ ràng chúng ta chưa thể thành công trong Away được đúng không ạ? Mà chưa thể thành công trong Away thì rõ ràng chúng ta cần phải chiến đấu tiếp tục được không ạ? Ok. Và thông qua môi trường kinh doanh Away thì ngày hôm nay Hiếu trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và thích sự tỏa sáng, giống như những cái viên kim cương sáng lấp lánh. Và Hiếu tin chắc rằng sắp tới Binh Hiếu sẽ thay đổi, sẽ có một màu áo mới, sẽ có một màu sắc mới cả nhà. Từ một người phụ nữ rụt rè chỉ biết ở trong môi trường lĩnh vực giáo dục của mình thôi, nhưng ngày hôm nay Hiếu có thể đứng trên một sân khấu gần gần 1.000 người để có thể chia sẻ nè, để có thể trải lòng của mình ra, chia sẻ được cái sự tâm đắc của mình, thì đó là sự phát triển bản thân một cách vượt bậc trong gần 7 năm qua. Nên ngày hôm nay Hiếu của ngày hôm nay khác so với Hiếu của 7 năm về trước. Và Hiếu cảm thấy đó là một cái sự thành công của mình. Và từ cái sự phát triển bản thân này, mình cũng có rất nhiều những cái điểm tốt trong mắt những người thân yêu trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay, nếu như có một cái môi trường tốt như vậy để giúp cho chúng ta có thể thực hiện được những cái ước mơ, thực hiện được những cái dự án trong cái cuộc đời và trong tương lai của mình và con cái của mình, thì các anh chị thấy em quay có tuyệt vời không ạ? Nếu tuyệt vời, các anh chị ơi, hãy cho em quay những trái tim đi cả nhà, trái tim đầy màu sắc. Trái tim đầy màu sắc thể hiện một cái tình yêu sâu đậm của tất cả cô chú anh chị về em quay được không ạ? Rồi. Và để khởi nghiệp trong kinh doanh Away thì Hiếu sẽ chia sẻ với các anh chị có 5 bước để chúng ta có thể khởi nghiệp từng bước trong kinh doanh online. Ở đại hội thành công chúng ta đã được học được 5 phương pháp của lãnh đạo Dương Văn Vườn đúng không ạ? Và chúng ta đã vận hành được 5 phương pháp đó tốt hay chưa? Và chắc chắn là thông qua bài chia sẻ của lãnh đạo Dương Văn Vườn chúng ta đã hình dung ra được từng bước rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay Hiếu sẽ chia nhỏ từng bước đó như thế nào và khởi nghiệp đối với một cái người mới như thế nào, thì Hiếu sẽ chia sẻ từng phần cả nhà nha.
Bước 1, sẵn sàng tâm thái. Ngày hôm nay sau đại hội thành công, những anh chị nhà phân phối cũ, những anh chị tân nhà phân phối, chúng ta đã bắt đầu khởi nghiệp chưa ạ? Nếu chúng ta bắt đầu một tâm thái khởi nghiệp thì chắc chắn chúng ta sẽ thay đổi quy trình. Được mà. Nếu trước kia chúng ta chưa biết tới cơ hội em quay thì rõ ràng chúng ta chỉ biết tới công việc hiện tại của mình. Nhưng nếu như ngày hôm nay thêm một cơ hội mới, thêm một công việc mới, bắt đầu nó sẽ là công việc, tương lai nó sẽ là một sự nghiệp. Mà một sự nghiệp thì không thể nào lướt qua là thành công. Có đúng không cả nhà? Chính vì vậy, sự nghiệp này đòi hỏi tâm thái của chúng ta phải sẵn sàng. Đúng không? Sẵn sàng để chúng ta có thể nỗ lực, sẵn sàng để chúng ta dấn thân vào môi trường này, sẵn sàng để chúng ta bắt đầu học tập, bắt đầu ngày hôm nay, các anh chị sẽ có thêm những người thầy, người cô, những người anh, người chị, sẽ có thêm những người thân yêu trong một ngôi nhà, trong một gia đình thứ hai mang tên là gia đình em quay. Được mà. Nếu như các anh chị đã sẵn sàng, hãy nhắn cho phải comment cho Hiếu. Một bàn phím là sẵn sàng. Được mà. Comment cho Hiếu là bàn phím đã sẵn sàng. Để Hiếu có thể chia sẻ với các anh chị, khi chúng ta sẵn sàng thì chúng ta sẽ bước tiếp theo, chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể khởi nghiệp cùng với lại sự nghiệp kinh doanh Away. Được mà. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Các anh chị rất là tập trung luôn. Rồi. Khi mà đã sẵn sàng thì rõ ràng chúng ta phải học. Học. Học để chúng ta trở thành một nhà phân phối chuyên nghiệp. Được mà. Hiếu nhớ khi mà đại dịch tới á, thì Hiếu bắt đầu nhận nhiệm vụ làm minh họa sản phẩm cho hệ thống. Hiếu minh họa, Hiếu nhớ lúc đó là Hiếu nhận minh họa viên chức năng sơ này, minh họa phay tô này, và Hiếu có làm YouTube. Lúc đó bạn lãnh đạo Minh Thuận quay cho Hiếu hai YouTube làm minh họa canxi và glucosamine. Nhưng mà ngày hôm nay có một số anh chị đã từng xem những cái video đó qua Zoom và từng xem những cái video đó qua YouTube, thì một số anh chị nhà phân phối nói chung rất có ấn tượng, rất có ấn tượng với cái bài demo của Hiếu. Và bây giờ khi nghe lại những cái bài demo đó, thực sự Hiếu cũng không biết là cái lúc đó cái trạng thái, cái máu lửa, cái tình yêu của mình vào cái sản phẩm Away sao mà nó kinh khủng như vậy, khi mà mình có thể là chia sẻ một cái bài demo nói như vậy. Đôi khi cái cảm xúc với cả nhà, đôi khi nó một cái thời gian nào đó nó vượt qua, là mình phải ôn lại cái cảm xúc đó, mặc dù bài chia sẻ đó là của mình. Và lâu lâu Hiếu cũng chia coi lại những cái bài chia sẻ của cách đây vài năm về trước của mình, và Hiếu cảm thấy wow, sao mình có thể nói ở trong một cái trạng thái, một cái tâm thái như vậy, nhìn rất là chuyên nghiệp, nhìn rất là xịn luôn. Và Hiếu vẫn cảm thấy thích những cái video đó cả nhà, những cái YouTube đó. Nên nếu như ngày hôm nay chúng ta chưa trở thành chuyên nghiệp thì rõ ràng đội nhóm của mình chưa có, rõ ràng đội nhóm của mình lũng củng, người mất người còn, nhưng mà hầu đa là người mất, chuyện đó là chuyện bình thường. Vì sao ạ? Vì chúng ta chỉ là một nhà phân phối nghiệp chứ. Chúng ta kinh doanh mà dựa vào cái thời gian rảnh của offline là chúng ta chỉ là một nhà phân phối nghiệp dư. Nên nếu như ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa làm được, vẫn kinh doanh đội nhóm vẫn chưa thành công được, thì chúng ta phải trở nên chuyên nghiệp hơn. Bởi vì chúng ta phải hiểu một nguyên lý rằng, nếu như ngày hôm nay bản thân chúng ta, con cái chúng ta muốn đăng ký học môn tiếng Anh, chắc chắn chúng ta sẽ không đăng ký một người nước ngoài, chỉ là một người Tây Ba Lô, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ đăng ký một giáo viên, một giảng viên dạy tiếng Anh ở tại một trung tâm hay một trường học đó. Có đúng không ạ? Thì nó sẽ chuẩn hóa tiếng Anh hơn, đúng không ạ? Kiến thức nó sẽ chuẩn hơn. Thì mình học một cái người thầy, nó sẽ chuẩn chuyên nghiệp như vậy, thì chắc chắn là mình sẽ chuẩn và chuyên nghiệp theo. Đúng không ạ? Nên ngày hôm nay nếu như mình là một còn là một nhà phân phối nghiệp chư, thì các anh chị ơi, hãy công bằng với em quay. Chúng ta phải học thêm nữa. Phải nghiên cứu ông quay thêm nữa. Ngày đêm đèn sách với em quay thêm nữa. Giống như ngày xưa vậy đó. Khi chúng ta ôn thi tốt nghiệp, khi chúng ta ôn thi đại học,
chúng ta đèn sách như thế nào, thì bây giờ chúng ta hãy tập đèn sách. Như Amway là một cơ hội kinh doanh tuyệt vời, là một cơ hội kinh doanh bao dung và triết lý. Chính vì vậy Amway không lựa chọn bạn ở trình độ và độ tuổi như thế nào, nhưng Amway vẫn xem trọng được cái tốc độ, cái năng lực và cái cách học của bạn như thế nào. Nếu như bạn lớn tuổi, bạn có cách học của người lớn tuổi. Nếu như trình độ của bạn thấp, bạn có cách học của một người trình thấp. Rõ ràng có phương pháp. Và tất cả những phương pháp đó như thế nào, các anh chị phải làm việc với lại upline của mình. Để upline của mình có thể hỗ trợ cho mình những cái thông tin, hướng dẫn cho mình những cái phương pháp để mình có thể trở nên chuyên nghiệp hơn. Được không ạ? Nên ngày hôm nay các anh chị muốn trở thành một nhà phân phối chuyên nghiệp hay muốn trở thành một nhà phân phối nghiệp dư ạ? Hãy nhắn trên khung chat cho Hiếu là chuyên nghiệp hay nghiệp dư ạ. Rồi, nhà mình nhắn tin cho Hiếu trên khung chat để Hiếu cảm thấy rằng các chị đang lắng nghe bài chia sẻ của Hiếu ạ. Đang tập trung ạ. Rồi, chuyên nghiệp, bác sĩ mấy anh. Rồi, Hiếu đã nhận được rồi. Rất là tuyệt vời. Thì vậy thì đã chuyên nghiệp thì ngày hôm nay chúng ta hãy nghiên cứu và nghiêm túc học tập cùng em quay. Được không ạ? Rồi, chúng ta nghiệp dư. Nghiệp dư ở điểm nào? Cứ sẽ nói là những cái điểm nghiệp dư của các chị nhà phối. Để nếu như chúng ta rơi vào trường hợp này, chúng ta sẽ tự biết cách vận hành và điều chỉnh lại. Thì chắc chắn Hiếu tin tưởng rằng kinh doanh chúng ta sẽ thay đổi. Được không ạ? Đôi khi chúng ta xem em quay sự nghiệp của mình như một tờ vé số. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Vé số thể hiện sự may mắn. Đúng không ạ? Mình mua mà mình đâu có biết là nó sẽ trúng hay là không trúng. Nhưng mà cách đây một tuần anh Điệp trúng được 1 triệu. Mỗi tờ là 100 ngàn. Nhưng mà khi mua thì rõ ràng là không biết nó là trúng hay là không trúng. Đúng không ạ? Nên á, chúng ta đừng xem ông quay như một tờ vé số. Được không ạ? Bởi vì cái tờ vé số đó nó chỉ là một cái tờ thử đi cái sự may mắn, vận may của mình thôi. Nhưng nếu như mình thử một vận may một thời gian, mình không còn tiền để mua vé số nữa thì sao? Mình quá chịu quá nhiều hoặc một số sự từ chối nhất định mà mình không đủ bản lĩnh, không đủ chuyên nghiệp thì có phải các chị sẽ dễ chán nản không? Đúng không ạ? Các chị sẽ muốn bỏ cuộc, có đúng không ạ? Có ai rơi vào trường hợp này chưa ạ? Và chúng ta xem, chúng ta chờ đợi và yếu tố may mắn giống như một tờ vé số như vậy ha. Và thích hốt cả cụm, mơ tưởng tìm được cá lớn. Chị ơi, em ơi, cái người này nè, kinh doanh online rất là giỏi luôn. Chắc chắn mà bảo trợ được người này á, là sẽ bảo trợ được rất là nhiều. Là cái đội nhóm này sẽ cực kỳ là phát triển. Kinh doanh này sẽ cực kỳ là phát triển. Có không ạ? Và thật sự, Hiếu đã từng nghe một cái câu chuyện của một FC khi mà bảo trợ ở tại thị trường nước ngoài, khi mà bảo trợ cái người gọi là sale, sale bán ô tô rất là giỏi ở tại thị trường Phú Quốc. Và khi anh ta quyết định là OB bảo trợ cái người này vô môi trường Hồng Quay. Và cái người sale này đã từng được đưa qua Mỹ để học những cái khóa huấn luyện sale và về đào tạo cho những cái lớp marketing ở tại thị trường Trung Quốc. Và cái người này bảo trợ cái người sale này và tâm thái rạo rực, rất là hào hứng và tin tưởng rằng cái người sale này chắc chắn khi là tuyến dưới của mình thì sẽ giúp cho cái kinh doanh của mình, cái nhánh của mình cực kỳ là phát triển. Và các chị biết không, cái người này vô ăn quay chỉ trong vài vài tháng, chưa đếm trên một bàn tay cả nhà, và họ đã rời bỏ môi trường kinh doanh ông quay. Nên ngày hôm nay chưa chắc một người có khởi điểm, xuất phát điểm tốt sẽ là một cái con cá lớn của mình, mà nó cần dựa vào yếu tố, rất nhiều yếu tố, từ yếu tố học tập, từ tâm thái, từ thái độ, từ niềm tin, và từ sự khởi nghiệp lại, bắt đầu từ con số 0 thì mới ok được. Được không ạ? Trông chờ vào đội nhóm, đúng đội nhóm. Có chị nhà phối nào mà hay so sánh ở sao đội nhóm này phát triển mạnh quá, đội nhóm mình tè quá, có không ạ? Hay là cái người lãnh đạo này như thế này và cái người lãnh đạo này như thế kia, đúng phong cách, đúng offline,
Nhưng mà rõ ràng nếu như ngày hôm nay mình được bảo trợ trong một hệ thống, trong một đội nhóm, dưới một tiếng bảo trợ, thì có phải cái người này ít nhất họ cũng đã mang tới cho mình về cái cơ hội em quay, đúng không? Về cái cơ hội em quay. Nhưng mà rõ ràng ở cái tính hệ thống, chúng ta sẽ có một chuỗi hệ thống. Nếu như ngày hôm nay và hãy từng nghe ghi âm của một số thầy cô ở nước ngoài, và đặc biệt những anh chị giai đoạn đầu khi các thầy cô quốc tế về tại thị trường Việt Nam 2008, rõ ràng có một số anh chị không có người dẫn dắt, người offline dẫn dắt trực tiếp tại thị trường Việt Nam, và buộc phải bỏ tiền và qua nước ngoài học. Còn không nữa là tự mày mò các hệ thống khác, gọi là học lén á cả nhà, gọi là học lén. Và hãy nhớ tới cái câu chuyện kể học lén của một số leader ở tại thị trường Việt Nam. Nên nếu như ngày hôm nay chúng ta đừng có mong đợi quá nhiều, đừng có cầu may quá nhiều. Nhưng nếu lỡ như rơi vào một cái trường hợp nào đó khiến chúng ta muốn hủy mã thẻ, không làm việc với offline, không làm việc với đội nhóm này nữa, thì các anh chị hãy nghĩ lại, ai là người bảo trợ của mình, ai là người đem cơ hội em quay tới cho mình, và chúng ta biết ơn và trân trọng mình đó, được không ạ? Và bước tiếp theo, chúng ta hãy bám sát hệ thống, tiến trên nữa, bám sát hệ thống lớn, bám sát đại hội thành công, bám sát meeting, để chúng ta tiếp tục khởi nghiệp cho kinh doanh của mình, được không ạ? Hãy nỗ lực lên với kinh doanh của mình. Bởi vì ngày hôm nay, nếu như mình hiểu giá trị em quay rồi, mình hiểu được đây, cái sự nghiệp này là cái sự nghiệp của mình làm chủ, thì các anh chị sẽ biết cách vận hành ở cái mã thẻ của mình hiện tại, được không ạ? Và yếu tố tiếp theo, thích tìm cách, tìm đường tắt, muốn tự làm theo ý mình. Thì như vậy thì cái con đường đi đến thành công của mình nó sẽ bị trì hoãn, bị kéo dài hơn nữa các anh chị ơi. Bởi vì ngành kinh doanh của chúng ta là ngành kinh doanh như thế nào ạ? Ngành kinh doanh sao chép. Nên các anh chị hãy đừng tự làm theo phương pháp của mình. Bởi vì khi mà Hiếu học được cái bài vòng tròn đầu tiên của ngày Rick, Hiếu học được những cái bài giảng của thầy Phu, Hiếu cảm nhận rằng cái cuối cùng kinh doanh của chúng ta cũng đi một vòng, đó chính là 3SM, cũng đi một vòng như vậy thôi cả nhà. Bán hàng, chăm sóc, bảo trợ và meeting, cứ đi một vòng như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được, đúng không? Rồi, thuần phục. Bước thứ ba, thuần phục kỹ năng để xây dựng hệ thống downline, xây dựng hệ thống, xây dựng downline, dành đủ thời gian để chúng ta học hỏi, luyện tập, được không ạ? Coi mọi khó khăn của bạn Hoa, khó khăn của bạn Tú, khó khăn của tất cả những anh chị nhà phân phối trong lớp học buổi tối ngày hôm nay, tất cả chỉ là thử thách, nó chỉ là mới là thử thách thôi cả nhà. Và hãy nhớ tới lãnh đạo kia của hệ thống mình, lãnh đạo kia đã có những cái giai đoạn, những cái năm tháng đi đại hội thành công một mình. Lãnh đạo kia là một người hiền hơn bác sĩ Nhung của đội nhóm Phan Thiết nữa cả nhà. Hiền đến nỗi như vậy luôn. Nhưng mà ngày hôm nay nhìn hệ thống của lãnh đạo kia, có phải là tất cả chúng ta đều rất là mong muốn và thèm khát mà. Nên kiên trì cộng với lì thì thử thách, nó chỉ là thử thách, được không ạ? Không đi tìm cá lớn mà đi tìm những người có ước mơ. Và thực sự, nên vì sao chúng ta phải học phân tích và liệt kê danh sách? Vì sao trong một cuộc nói chuyện chúng ta phải học cách quan sát đối tác của mình? Bởi vì chúng ta đang đi tìm những người có ước mơ là chúng ta phải hiểu họ đang nghĩ gì, hiểu họ đang cần gì, để chúng ta chia sẻ giá trị em quay với cho họ. Để khi họ khởi nghiệp, họ tìm hiểu về em quay thì họ sẽ song hành cùng với chúng ta. Thì trong ba bước tâm thái như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn tâm thái của ô số 3 để chúng ta bắt đầu khởi nghiệp cho kinh doanh của mình, bắt đầu trở thành một nhà phân phối từ nghiệp dư chuyển qua chuyên nghiệp, được không ạ?
cái trích dẫn một câu nói của một FC của hệ thống của ông quay của chúng ta. Đây chính là FC Bill Rich. Ông có một cái câu nói mà Hiếu cảm thấy vô cùng là tâm đắc cả nhỉ. Không có bí mật nào cả. Tôi chia sẻ kế hoạch này cho 1.200 người. Nhưng mà trong đó 900 người là nói là không, no. 300 người đăng ký. Nhưng trong 300 người đó thì có 85 người làm. Trong 85 người thì có 35 người nghiêm túc với sự nghiệp kinh doanh Amway. Và trong 35 người thì có 11 người giúp tôi trở thành triệu phú trong kinh doanh Amway. Vậy các chị ơi, những cái con số này có tạo điểm nhấn với chúng ta không ạ? Những con số này giúp giúp cho Hiếu nhớ tới những cái lời phàn nàn, những cái sự đau khổ, những cái nỗi bực dọc, những cái sự than phiền của nhà phân phối tuyến dưới và đối tác của mình. Kinh doanh này khó làm quá. Kinh doanh này chắc không phù hợp với em, không phù hợp với chị. Kinh doanh này chắc chị không thể nào làm thành công. Vì sao ạ? Bởi vì cái số lượng nó sẽ đánh dấu được cái chất lượng của chúng ta. Đúng không ạ? Nên ngày hôm nay chất lượng của chúng ta chưa có thì đồng nghĩa với việc số lượng của chúng ta chắc chắn chưa đủ. Đúng không ạ? Nên sẽ có sự sàng lọc cả nhà nhé. Không phải mình bảo trợ ra bất kỳ một ai đó, không phải mình bảo trợ ra người đến với đại hội thành công thì nhất định, mặc định ám thị người này nhất định họ sẽ cùng đồng hành cùng với mình. Bởi vì trong quá trình đồng hành, trong quá trình khởi nghiệp sẽ có những cái thử thách đến với họ. Nhưng thử thách đến họ có vượt qua được hay không, họ có đồng hành cùng với mình hay không, nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nên ngày hôm nay cái cuối cùng, hãy tiếp tục nét nét từ chối nét được không ạ? Từ chối nét 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 và tìm tìm tới những người gần ước mơ để chúng ta action welcome được không ạ? Cả nhà mình có đồng ý với quan điểm của Hiếu không ạ? Và đây là một câu chia sẻ của FC và Hiếu vô cùng tâm đắc. Nếu cả nhà mình đồng ý, hãy cho Hiếu một tràng vỗ tay đi cả nhà. Và trong kinh doanh Amway của chúng ta rất là tự hào. Tự hào vì sao? Bởi vì chúng ta có 6 dòng sản phẩm rất tuyệt vời. 6 dòng sản phẩm rất là tuyệt vời. Chúng ta có thương hiệu Nutrilite ra đời 89 năm, từ năm 34 tới giờ. Đây là một cái thương hiệu gọi là thương hiệu thực phẩm bổ sung bán chạy số 1 thế giới trong 13 năm qua. Tuyệt vời không ạ? Thương hiệu ra đời đầu tiên trên thế giới, thương hiệu duy nhất trên thế giới có nông trang tự trồng trọt, tự hào không ạ? Rất tự hào đúng không ạ? Chúng ta có sản phẩm chăm sóc cá nhân, răng miệng, tóc, chăm sóc khe, rất là an toàn và bảo vệ làn da, bảo vệ răng miệng của chúng ta, bảo vệ mái tóc của chúng ta. Có organic không ạ? Có tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta có nồi Win, mỗi ngày mở mắt ra được chế biến những cái món ăn yêu thích. Cảm giác nấu ăn trong nồi Win, cảm giác giống như bảo vệ được cái sức khỏe của bản thân mình và gia đình con cái của mình mỗi ngày. Chúng ta có cảm thấy happy không cả nhà? Chúng ta có cảm thấy tự tin không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta có mỹ phẩm Artistry dành cho phái nữ, phái thích làm đẹp cả nhà. Và những cái dòng vegan từ mỹ phẩm Artistry, ngày hôm nay Artistry chúng ta nằm trong top 5 cho tới top 10 mỹ phẩm thương hiệu trên thế giới. Chúng ta có cảm thấy tự hào tự tin không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta có máy lọc không khí bán số 1, bán chạy số 1 trên thế giới. Chúng ta có tự tin để có được sự hít thở, có được những cái sự cái môi trường không khí trong sạch cho chính bản thân mình và gia đình của mình không ạ? Tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta có đồ gia dụng, sản phẩm đồ gia dụng đa dạng để bảo vệ làn da, bảo vệ sự hít thở của mình. Thì ngày hôm nay với một cái công ty và tương lai sắp tới đem về máy lọc nước, nước tăng lực, kính thưa các loại dành cho về nhu cầu, nhu yếu phẩm cho người tiêu dùng và dựa trên một cái tiêu chí bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
thì chúng ta có cảm thấy tự tin không? Tự tin đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta dùng một cái sản phẩm mà mua được chính cái thẻ của mình. Chúng ta có cảm thấy tự tin về không sợ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng? Chúng ta có cảm thấy tự tin về điều đó không ạ? Nhưng mà riêng bản thân Hiếu, từ nhà trên xuống nhà dưới, từ tất cả các góc đều có sản phẩm em quay. Và Hiếu luôn tự hào, luôn ngày hôm nay mình cảm thấy mình thật may mắn. May mắn và tự hào bởi vì mình sinh ra và mình biết tới sản phẩm em quay. Ở mức độ, ở độ tuổi 33 tuổi. Nhưng mà rõ ràng con mình nó đã biết và được xài sản phẩm em quay. Ở một cái độ tuổi còn rất là nhỏ thì các anh chị ơi, các anh chị đừng nghĩ tới cái thế hệ của mình không. Mà ngày hôm nay mình phải nghĩ tới thế hệ của con, của cháu chắc chúc mình. Nếu như ngày hôm nay mình trở thành một nhà phố chuyên nghiệp thì cái đời con cháu chắc chúc chích của mình sẽ được sử dụng những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho con cháu của mình. Thì có phải mình sẽ an nhiên không? Có phải mình cảm giác bình an không cả nhà? Và hãy cảm thấy tự hào, cảm thấy may mắn và happy vì điều đó. Được không ạ? Và có một số công ty họ nói kinh doanh nó quay à? Kinh doanh quay phức tạp quá vì nhiều sản phẩm quá. Có phải tầm nhìn họ kém cỏi không cả nhà? Nhưng mà các chị tự nghĩ đi, hiện giờ tên trên thị trường Việt Nam kinh doanh quay có bao nhiêu công ty bán đa dạng những sản phẩm bảo vệ từ trong ra ngoài để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng như em quay của chúng ta đâu ạ? Nên chúng ta hãy lan tỏa và luôn luôn tự hào tôi là một nhà phân phối em quay, được không ạ? Rồi, trải nghiệm sản phẩm. Thế lại tâm đắc với một câu nói của FC thầy Khu Trung Cúc ha. Thầy Khu Trung Cúc cũng là một người thầy rất là thành công trong hệ thống Grado của mình. Thầy nói, đối với một người mới muốn khởi nghiệp kinh doanh Amway, đầu tiên, bạn hãy hướng dẫn họ sử dụng sản phẩm. Nếu họ không vượt qua được bước này, hãy ngưng việc chia sẻ và đi tìm khác. Đây là lời của thầy nói cả nhà. Và thật sự, khi khởi nghiệp kinh doanh Amway, rõ ràng một điều chúng ta sẽ nghĩ ngay trong đầu là làm sao để mà mình bán cái sản phẩm này tới tay người tiêu dùng. Có đúng không ạ? Nhưng làm sao có thể bán được các anh chị? Khi kiến thức, kỹ năng, khi sự trải nghiệm, sự tâm đắc của mình, tất cả chỉ là con số không. Các anh chị bán như thế nào ạ? Khi chưa từng thấy một người kinh doanh quay thành công nào mà chưa từng dùng sản phẩm cả nhà. Chính vì vậy, bản thân Hiếu và gia đình Hiếu cho mình một cái quyết định được trải nghiệm tất cả những cái sản phẩm hiện giờ đang có tại thị trường Việt Nam. Và phù hợp với lại độ tuổi, phù hợp với lại sức khỏe, phù hợp với lại cái điều kiện tài chính của mình. Và hiện giờ Hiếu đã xài khá nhiều sản phẩm của Amway. Và đặc biệt là những sản phẩm nào mới ra mắt, Hiếu đều cho phép mình trải nghiệm cả nhà. Bởi vì khi mình trải nghiệm, khi bản thân của mình được trải lòng với sản phẩm, thì có phải khi khách hàng cần tới, đã có mình hướng dẫn, chia sẻ cho họ, thì họ mới biết được không ạ? Và trong phòng dân của chúng ta, có anh chị nhà phân phối nào ngày hôm nay vẫn chưa biết là em quay của chúng ta có những cái sản phẩm đáp ứng với lại nhu cầu của người tiêu dùng không ạ? Chắc chắn sẽ có một số anh chị vẫn chưa nắm hết. Có đúng không ạ? Chưa nắm hết bởi vì chúng ta chưa vô Elinin. Chưa nắm hết bởi vì cái tủ dinh dưỡng nhà mình chưa có những sản phẩm đó. Và ngày hôm nay các anh chị đã sẵn sàng trở thành chuyên nghiệp, sẵn sàng đã trở thành khởi nghiệp cùng em quay chưa ạ? Vậy thì hãy sẵn sàng cho mình cơ hội mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng phải cho mình trải nghiệm từng dòng một sản phẩm em quay. Dùng sản phẩm nào thì kinh doanh được sản phẩm đó. Đó là triết lý trong sự trải nghiệm trong kinh doanh em quay mà Hiếu cảm thấy cảm nhận được trong cái sự phát triển của mình trong 7 năm qua.
Đây, đối với một người mới, chúng ta có thể khởi nghiệp một bộ khởi động nhẹ. Đối với người mới, chúng ta có thể khởi nghiệp một bộ khởi động như vậy. Vậy thấy bộ khởi động này, nó tầm 3 triệu cả nhà. Tầm 3 triệu giá nhà phân phối, giá ghi chúng ta làm thẻ. Và Hiếu cảm thấy cái bộ mà Hiếu chụp hình, mới chụp hình hồi chiều luôn cả nhà. Và Hiếu cảm thấy nếu như mà một nhà phân phối cho mình cơ hội xài từng dòng như vậy, một vài món như vậy thôi, để Hiếu đã cảm thấy là nó đã bắt đầu cảm thấy là có tình yêu rồi đó. Mình phải cho mình có tình yêu và em quay chứ, đúng không ạ? Cho mình có một cái gì đó dấn thân vào em quay đi chứ. Nên ngày hôm nay các anh chị nào đã có được cái bộ khởi động này nhắn tin là có, hoặc là chưa đủ nhắn tin là chưa đủ, được không ạ? Hoặc là chưa thì nhắn tin là chưa. Cả nhà cùng tương tác với Hiếu ạ. Có chưa đủ hoặc là chưa. Hiếu nhận được comment của Hoa có nè, Bích Tuyền có rồi nè, Bạn Tần là có rồi nè, Hoàng là có rồi nè. Ok. Bác sĩ Mai Hạnh là có dư, đúng rồi. Bác sĩ với sự phát triển đồ nhóm của bác sĩ Mai Hạnh mà bây giờ mà không có dư nữa là có chuyện ạ. Là từ trước giờ đi lừa người ta là đuối luôn ạ. Rồi, rất là tuyệt vời. Hãy cho tất cả chúng ta một những cái bông hoa đi cả nhà. Và Hiếu hẹn gặp lại tất cả các anh chị với cái bộ khởi động này. Và trong tháng sau báo cáo với Hiếu là các anh chị đã cho mình cái cơ hội được khởi động chưa. Rồi, vẫn chưa đủ. Cố gắng nha em, cố gắng. Sẽ đủ nha. Ok, tuyệt vời. Chúc mừng tất cả các anh chị. Kinh doanh của chúng ta là ngành kinh doanh dựa trên một triết lý go for no. Go for no là sao ạ? Tìm kiếm sự từ chối. Nên ngày hôm nay chị ơi, em đi chia sẻ mà không được, người ta từ chối hoài. Không có thiết lập được cuộc hẹn, nhắn tin cái là họ bắt đầu là cảm không có rep tin nhắn, trăm ngàn lý do, trăm ngàn có vấn đề. Nhưng mà rõ ràng chúng ta phải biết rằng khi chúng ta khởi nghiệp kinh doanh online là chúng ta đi tìm kiếm sự từ chối từ đối tác và khách hàng, đúng không ạ? Và khi chúng ta nhận được cái sự từ chối đó thì chúng ta sẽ rút thêm cho mình một bài học, một kinh nghiệm để chúng ta có thể đến với một đối tác thứ hai. Và cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy là chúng ta cứ nét 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 cho tới khi chúng ta tìm người, tìm đúng người, chia sẻ đúng sự việc là sẽ ra đúng tầng lãnh đạo, được không ạ? Nên ngày hôm nay đã triết lý kinh doanh của chúng ta đã dựa vào trên tìm kiếm sự từ chối thì chúng ta cũng vui vẻ trước sự từ chối, đón nhận sự từ chối đó để chúng ta đi tìm người cùng tần số, cùng ước mơ với mình, được không ạ? Rồi, hiểu về kế hoạch kinh doanh. Amway là một ngành kinh doanh bán hàng trực tiếp MLM ha, network marketing. Chứ vì vậy mà nó khác biệt so với lại kinh doanh ngoài truyền thống. Nhiều người sao kêu cái kinh doanh này nó tốt, cơ hội này nó tốt, sản phẩm này nó tốt, sao nó không được bày bán ở ở một cái điểm, địa điểm nào đó, một cái cơ sở nào đó, mà phải thông qua một cái kênh, đó là chính là nhà phân phối. Có nhiều người thắc mắc như vậy không ạ? Nhưng mà các chị ơi, nếu mà người tiêu dùng muốn mua sản phẩm em quay, nếu như mà đối tác của chúng ta nhìn thấy cơ hội em quay liền thông qua một lần thoáng qua ở vì một cái lý do nào đó, một người nào đó chia sẻ không rõ ràng, nếu như như vậy thì cơ hội em quay này đâu có dành cho chúng ta đang ngồi trong phòng giữa buổi tối ngày hôm nay đâu ạ, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà như vậy thì buộc hỏi chúng ta sẽ đầu tư, chúng ta phải là cổ phần, chúng ta phải là đối tác tiềm năng của công ty đó thì chúng ta mới được phân phối sản phẩm độc quyền của công ty đó, đúng không ạ? Nếu cơ hội này ai cũng nắm bắt thì chúng ta sẽ chia sẻ cơ hội này cho ai? Chắc chắn những cái viên kim cương nó sẽ không nằm trong hệ thống và đội nhóm của mình, có đúng không ạ? Chính vì vậy nó mới gọi là cơ hội. Cơ hội là không phải ai cũng nhìn thấy
nó một không phải ai cũng có thể là nhìn thấy nó được, đúng không ạ? À, chứ vì vậy khi mà chúng ta gặp một đối tác mà nói à họ đã biết em quay rồi, cách đây mấy năm, cách đây 1 năm, cách đây 2 năm, thì các chị ơi, em quay của ngày hôm nay so với em quay của ngày mai nó đã khác rồi, chứ đừng nói gì em quay của năm này so với em nay ông quay của giai đoạn kia. Chính vì vậy hãy dùng tâm mời họ ngồi xuống và lắng nghe các chị chia sẻ lại một lần nữa về cơ hội em quay của ngày hôm nay, được không ạ? À? Bởi vậy hãy đọc, học và làm ông quay một cách bài bản, đừng mang tư duy kinh doanh cũ làm em quay vì chắc chắn sẽ thất bại. Nên nếu như ngày hôm nay trong tuần có một meeting, có 2 meeting, trong tháng có một đại hội thành công, mà chúng ta chỉ cần vắng mặt một đại hội thành công trong tháng, vắng mặt một meeting à trong tuần thôi là chúng ta đã cảm thấy xa lắm rồi. Và Hiếu thực sự Hiếu cũng như vậy cả nhà, chỉ cần gia đình mình có việc gì đó mình vắng một cái meeting thôi Hiếu cảm thấy là mình nắm bắt thông tin không kịp thời, sao nhàn phối rồi. Chứ vì vậy mà chưa có một cái đại hội thành công nào Hiếu từ chối, chưa có một đại hội thành công nào của hệ thống mà Hiếu chưa có mặt. Nên ngày hôm nay các anh chị chưa có đối tác, chưa có nhãn phối, chưa có bạn mới để dẫn đi đều thành công. Nhưng mà nhất định trên tay các anh chị phải có cho các anh chị cái vẻ để đi đều thành công, để đi học cái mới trong ông quay, để đi học cái tư duy mới trong cái chất xám của mình, để mình xây dựng tiếp tục cái niềm tin khởi nghiệp cùng em quay, được không ạ? Thật sự kinh doanh của em quay của chúng ta là một cái sự nghiệp giúp người, nên nếu như ngày hôm nay thật sự các anh chị xây dựng cho mình những cái khách hàng thường xuyên, mà bây giờ các anh chị nhìn thấy đó, Hiếu đâu có đủ thời gian để có thể là chăm sóc được khách hàng thường xuyên của mình kỹ như những cái năm trước đâu. Nhưng mà vì sao ngày hôm nay mỗi tháng họ họ hết dinh dưỡng họ vẫn đặt hàng, họ hết sản phẩm là họ vẫn alo mình? Bởi vì trong những cái năm trước, trong những cái giai đoạn đầu khốn khó, từ chối, thách thức, cứng thưa các kiểu con đà điểu luôn. À, nhưng mà Hiếu vẫn kiên trì với cái sự chăm sóc của mình cùng với khách hàng và với cái sự tương tác của mình cùng với khách hàng như vậy, thì Hiếu nhận được cái tình cảm của khách hàng dành cho mình, Hiếu nhận được cái sự áy náy của khách hàng dành cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì mình quá tốt với họ. Chính vì vậy ngày hôm nay cái lượng khách hàng thường xuyên của Hiếu nó khá là ổn định cả nhà. Nên nếu như ngày hôm nay mình vẫn chưa có khách hàng thường xuyên thì có thể cái sự dụng tâm của mình nó chưa đủ tới, được không ạ? Nó chưa đủ tới. Nên cuộc đời của mình á có thể là kiếm từ 5 cho tới 10, 15, 20 khách hàng thường xuyên, được không ạ? Và hãy giúp cho tiếng dưới của mình cùng biết cách chăm sóc và xây dựng khách hàng thường xuyên giống như mình, thì cuộc đời của mình giúp cho 6 người có được thu nhập thụ động giống như vợ chồng Hiếu hiện tại. Thì có phải có mỗi người như vậy là các anh chị ơi, các anh chị cứ nghĩ đi, cứ mình cứ giúp cho một người có thu nhập thụ động trong đội nhóm của mình, trong hệ thống của mình, là mình có một cái căn nhà 5 tỷ. Mà căn nhà 5 tỷ này hàng tháng sẽ để cho mình gần 1.000 đô. Có tuyệt vời không cả nhà? Và cái ngàn đô này nó không dừng lại ở mức độ là em quay trả tiền cho cái đời của mình, mà ông quay còn trả tiền tiếp tục nết nết cho thế hệ con cháu của mình. Nên ngày hôm nay mình kiếm một người, mình giúp một người, mình xây dựng đội nhóm cùng một người đó, giúp cho hệ thống họ thành công, thì có xứng đáng để giúp không cả nhà? Xứng đáng, đúng không ạ? Xứng đáng để bỏ công sức ra để giúp đỡ họ cả nhà, xứng đáng. Nên ngày hôm nay hãy dụng tâm với đối tác của mình, dụng tâm với khách hàng thường xuyên của mình, và cùng yêu thương lẫn nhau, cùng tương trợ lẫn nhau, để chúng ta có thể giúp nhau cùng thành công, được không ạ? Bởi vì chúng ta chỉ sống lâu được với nhau, chúng ta chỉ sống bền với nhau và chung thủy được với nhau,
Từ đời này qua đời khác, chỉ có một sợi dây tơ hồng gắn kết duy nhất. Đó chính là tình cảm. Được không ạ? Nên ngày hôm nay làm em quay, chúng ta hãy như là những người thân yêu trong gia đình của mình. Chưa quen quan tâm tới người khác, ngày hôm nay chúng ta hãy học cách quan tâm. Chưa quen chăm sóc và hỏi thăm người khác, ngày hôm nay chúng ta phải học cách hỏi thăm và chăm sóc người khác. Nên em quay là môi trường để chúng ta phát triển bản thân, hoàn thiện nhân cách, hoàn thiện tính cách và giúp cho mình trở thêm một ngày tốt đẹp hơn. Thì môi trường em quay có tuyệt vời không ạ? Bởi vì triết lý của em quay là xây dựng con người xây dựng kinh doanh. Được không ạ? Rồi, chúng ta hiểu được cái triết lý này của kinh doanh em quay thì chắc chắn các anh chị sẽ không đau khổ với sự hy sinh, với sự cho đi, với sự thách thức của những cái vất vả trong kinh doanh em quay dành cho mình. Được không ạ? Mà chúng ta hãy học cách đón nhận, chuyện gì xảy ra cũng tốt, là mọi thứ sẽ tốt đẹp. Rồi, trí nhớ của một nhà khoa học không bằng một mẫu bút chì cù. Hãy luôn ghi chép lại những điều đã được học và thực hành. Các anh chị ơi, buổi tối ngày hôm nay các anh chị không chép kịp một cái slide nào đó, các anh chị có thể chụp cái slide đó. Và nếu cảm thấy slide đó có giá trị cho kinh doanh của mình và đội nhóm của mình, bởi vì ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay Hiếu được Hiếu được các anh chị giao một nhiệm vụ chia sẻ với các anh chị nhận phối. Nhưng mà ngày mai và tương lai các anh chị sẽ ngồi trong phòng Zoom này sẽ chia sẻ lại cho nhà phân phối tiếng dưới và cho hệ thống của mình. Nên tương lai ngày hôm nay là của người khác, tương lai là của bạn. Nên các anh chị ơi, hãy học tập, hãy ghi chép và hãy vận hành. Được không ạ? Hãy luôn ghi chép những điều đã được học và thực hành nó. Được không ạ? Rồi, học kiến thức và minh họa sản phẩm. Ngày hôm nay các chị là nhà phân phối mới, các anh chị đã được sở hữu trong tay bộ demo chưa cả nhà? Anh chị đâu có nhắn tin cho Hiếu là có để cảm nhận được các anh chị đang tương tác. Tới 9:30 Hiếu sẽ kết thúc chương trình nhé, đề gì? Các anh chị nào đã có được cái bộ demo của mình Có, rồi Hiếu nhận được bạn Hoa nè, bạn Vũ nè, ok. Bạn Thiêu nè, Hoàng nè, Giang nè. Rồi, cái bộ demo của mình đã được vận hành trong tháng qua, đã được vận hành, chùi rửa được bao nhiêu lần rồi cả nhà? Đã được minh họa cho bao nhiêu khách hàng của mình và đối tác của mình rồi cả nhà? Bởi vì ngày hôm nay, dù bạn có trở thành một người thành công là một Emerald Diamond, một Triple Diamond hay một FC, một EDC, thì rõ ràng nếu như bạn gặp một khách hàng mới, một đối tác mới, thì rõ ràng bạn cũng phải chia sẻ cho họ về em quay và sản phẩm em quay. Mắt thấy, tai nghe, tay sờ thì họ mới cảm được em quay nó khác biệt so với sản phẩm online, khác biệt so với sản phẩm ở siêu thị và sản phẩm ngoài truyền thống như thế nào. Có đúng không ạ? Thì cái bộ demo của chúng ta gọi là cái bộ hái ra thị. Được không ạ? Nên nhất định những anh chị chưa có bộ demo trong tay thì nhất định phải sở hữu nó. Hãy nhờ offline của mình đặt cho một bộ demo ngay và liền. Và nhất định hãy học minh họa sản phẩm trước khi ra chiến trường chia sẻ. Được không cả nhà? Mà muốn học minh họa sản phẩm thì đồng nghĩa với việc chúng ta phải sở hữu được sản phẩm đó trong tay. Có ai minh họa sản phẩm mà mượn sản phẩm của offline không cả nhà? Nếu như vậy là chúng ta ở đang một cái mức độ gọi là còn nghiệp dư và chưa chuyên nghiệp. Được không ạ? Rồi, kiến thức trên e-learning ngày hôm nay có đầy đủ tất cả kiến thức e-learning. Các anh chị có thể vô e-learning và tham gia những cái lớp học qua Zoom của hệ thống đội nhóm đào tạo về kiến thức về sản phẩm, kiến thức về chia sẻ nha. Rồi, học chia sẻ cơ hội kinh doanh ông quay, đó chính là học bài OB. Nên ngày hôm nay, tuần này và những tuần sắp tới, khi từng đội nhóm nhỏ, từng hệ thống nhỏ bắt đầu đăng ký những cái lịch minh họa sản phẩm và OB, thì các anh chị có sẵn sàng đăng ký cho chính bản thân mình được cơ hội tỏa sáng, được cơ hội để phát huy được cái năng lực học tập, năng lực tiếp nhận thông tin và sẵn sàng trở thành chuyên nghiệp không ạ? Nếu các anh chị sẵn sàng, hãy nhắn là
tôi được không ạ? Các anh chị sẵn sàng hãy nhắn tôi là tôi. Tôi sẵn sàng được không ạ? Các anh chị nhắn là tôi là Hiếu sẽ hiểu được là các anh chị đang lắng nghe bài chia sẻ của Hiếu. Hãy sẵn sàng đăng ký với offline của mình Minh Hòa Sản Phẩm và nói UBB được không ạ? Bởi vì khi các anh chị học, khi các anh chị đăng ký, các anh chị sẽ có cơ hội được nói lại kiến thức. Thì một đối tác ngồi trước mặt mình, thái độ đồ họ như thế nào, sự thắc mắc của họ như thế nào, các anh chị có thể giải đáp được. Đúng không ạ? Các anh chị giải đáp được thắc mắc của họ thì họ mới tin tưởng sự chuyên nghiệp, tin tưởng vào cái niềm tin thành công của em quay, tin tưởng vào cái niềm tin sản phẩm và giải pháp chăm sóc sức khỏe về sản phẩm của em quay mà các anh chị chia sẻ thì họ mới đi theo và họ mới chốt đơn với các anh chị được. Đúng không ạ? À, rồi tuyệt vời. À, tuyệt vời. Những upline ơi, những upline hãy đọc những cái tin nhắn của tiếng dưới của mình nha, để cho các bạn đăng ký Minh Hòa Sản Phẩm và OBB trong tuần tới nha. Những upline tuyệt vời. Học từ những video ghi âm, ghi âm từ offline, ghi âm từ những diamond, ghi âm từ những người thành công, những thầy cô FC. Và thật sự trong tất cả các nguồn binh, ghi âm là một trong số những nguồn binh mà giúp cho Hiếu vượt qua rất nhiều những cái sóng gió và giúp cho Hiếu không bao giờ để cho mình một cái thời gian chết trong một ngày hoạt động 3S. Và ngay cả khi Hiếu đi thị trường, Hiếu cũng tận dụng những cái khoảng thời gian mà mình đi từ nhà tới, từ nhà mình tới nhà đối tác khoảng tầm 45 thậm chí 100, 200 cây. Và Hiếu cũng tranh thủ nghe ghi âm. Bởi vì khi mà mình nghe ghi âm, cái trạng thái của mình, cái tinh thần của mình, cái tình yêu của mình và cái kiến thức của mình về em quay càng sâu đậm hơn. Mỗi ngày cái trái tim của mình dành cho em quay càng sâu sắc hơn. Thì các anh chị ơi, khi đủ lớn, khi tình yêu đủ lớn thì bao sóng gió phong ba nó chỉ là một cái gì đó rất chi là nhỏ. Và Hiếu có thể hiểu được nỗi lòng của các anh chị. Đôi khi chúng ta có những cái những cái điều trong cuộc sống mà chúng ta buộc phải dừng lại. Đôi khi chúng ta cảm thấy là bế tắc và chúng ta chọn cách là dừng lại với em quay. Có người thì dừng lại một thời gian rồi quay lại. Có người thì dừng lại luôn, vụt mất cơ hội em quay. Nhưng có người đạp qua được nỗi đau khổ đó, đạp qua được cái sự bất an đó, đạp qua được cái sự thách thức đó và tồn tại và phát triển em quay cho tới bây giờ. Thì tin tưởng rằng các anh chị cứ bám sát lớp học, cứ bám sát offline, cứ bám sát đồ thành công thì nhất định các anh chị sẽ nằm trong cái gì cuối cùng mà Hiếu chia sẻ. Hiếu bấm nhầm. Rồi, thực hành những gì đã học nhờ offline góp ý và chỉnh sửa. Chính vì vậy, mối quan hệ của chúng ta với offline hãy nhờ offline của mình hỗ trợ. Bởi vì trong kinh doanh hệ thống chúng ta có rất nhiều người hỗ trợ và người bảo trợ và người hỗ trợ chúng ta. Hãy cùng mượn sức để nâng tầm kiến thức của chúng ta lên, để chúng ta cảm thấy tự tin về cái sự chuyên nghiệp của mình hơn. Rồi, lập danh sách. Ngày Chủ nhật chúng ta sẽ được đào tạo BTC, chúng ta sẽ được học kỹ hơn cả nhà nha. Còn bây giờ Hiếu sẽ đi lượt qua thôi. Đây là những cái thị trường nóng, thị trường ấm, thị trường lạnh. Nhưng có một câu Hiếu muốn nói là thà lầm người còn hơn bỏ sót. Được không ạ? Nên hãy liệt kê, hãy lập danh sách lên đi. Hãy hẹn hò đi. Hãy dấn thân đi. Và gặp gỡ đi cả nhà. Thà họ chết trong tay mình, chứ nhất định không để người đó, bạn bè, anh chị của mình, bạn bè của mình quen biết, chết trong tay người khác và hệ thống khác. Được không ạ? Thà chết trong tay mình nha cả nhà. Ok không ạ? Thiết lập cuộc hẹn. Có bốn đối tượng để chúng ta thiết lập cuộc hẹn. Với người cao hơn mình, với người ngang hàng với mình về trình độ, về tài chính, về những cái yếu tố xã hội, người đi sau mình hoặc với người lạ. Chúng ta sẽ có bốn cái đối tượng nằm trong bốn đối tượng này. Và đi đâu chúng ta sẽ gặp một trong bốn đối tượng này.
và chúng ta ở một cái tâm thái sẵn sàng. Thì bốn đối tượng này có như thế nào đi nữa thì chắc chắn khi các chị chia sẻ, các anh chị sẽ có một cái tâm thái, sẽ có một cái trạng thái của một người thành công trong Amway, thì chúng ta mới chia sẻ về Amway với họ được, được không ạ? Còn nếu như làm chưa được việc đó, chúng ta chưa có kiến thức, chưa có kinh nghiệm, thì đồng nghĩa chúng ta phải có tinh thần mượn sức và phối hợp cùng upline của mình, được không ạ? Để chúng ta vừa học tập vừa mượn sức để bồi tăng, được không ạ? Ok ha, lập danh sách. Rồi các anh chị có thể chụp lại và Hiếu chia sẻ tới cái bước thứ 5 của lập danh sách người quen. Hãy mạnh dạn cho họ biết bạn đang làm Amway, thì sẽ có một lúc nào đó họ sẽ tìm bạn để xin được làm Amway. Và cuối tuần này Hiếu có một cái cuộc hẹn đầy Phan Thiết đối với một nữ hộ sinh làm bệnh viện An Phước. À, đây là bạn học của vợ chồng Hiếu. À, cách đây vài năm Hiếu chia sẻ về Amway và bạn đó không tiếp nhận. Bạn đó bán sản phẩm của một số công ty khác. Và ngày hôm nay thông qua một người khác làm Amway, nói về có kể cái câu chuyện về vợ chồng Hiếu làm Amway như thế nào. Và bạn đó chủ động nhắn tin và chủ động hẹn hò. Nên ngày hôm nay chúng ta phải kiên định trước cái sự kiên, trước cái sự hoài nghi của người khác. Vì hoài nghi của họ nó cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, được không ạ? Hãy kiên định trước sự hoài nghi của những người đang hoài nghi mình, vì họ chỉ là hoài nghi thôi. Cả nhà nhớ nha. Rồi, bước 5, bám sát offline, tham gia meeting offline. Trong gia đình, người yêu thương chúng ta nhất đó chính là ba mẹ của mình. Thì trong kinh doanh Amway, người mà yêu thương và luôn khao khát chúng ta thành công nhất đó chính là người offline của mình. Và thật sự, mỗi lần nhìn downline của mình bước lên sân khấu chia sẻ, mỗi lần nhìn downline của mình trong hộp dâm chia sẻ, mỗi lần nhìn downline của mình hành động 3S mỗi ngày, thật sự Hiếu cảm thấy hạnh phúc cả nhỉ. Hiếu cảm thấy nó giống như một cái gì ta, nó giống như mình nuôi một đứa con, mình nó trưởng thành và nó phát triển cái sự nghiệp của nó, cái cảm giác nó giống như vậy ấy. Nếu như chúng ta có hệ thống, có up là có downline, thì các anh chị chắc chắn sẽ có những cái cảm nhận giống Hiếu. Nên nếu như ngày hôm nay chúng ta được bảo trợ, chúng ta được hỗ trợ bởi những cái upline của mình, thì chúng ta phải có niềm tin rằng họ luôn mong muốn chúng ta thành công. Nên các anh chị ơi, đôi lúc có sẽ sự giận hờn, đôi lúc sẽ có những cái khúc mắc, những cái sự hiểu lầm, nhưng chúng ta hãy bỏ qua cho nhau và tiếp tục thiết lập những cái mối quan hệ tốt cùng với nhau, thì chắc chắn các anh chị sẽ có thể đồng hành tương hỗ cho nhau để cùng giúp nhau phát triển trong sự nghiệp kinh doanh Amway. Và điều thứ hai trong cái phần thứ năm này là nếu offline của ta có sai, hãy xem lại điều một và nhân vô thập toàn cả nhà nha. Chúng ta không quá là yêu cầu offline của mình sẽ hoàn toàn là đúng. Có những lúc Hiếu cũng trách móc, cũng giận hờn offline của mình. Chỉ cần á, còn 100 lần giúp đỡ mình, nhưng mà một lần nào đó từ chối mình thì trong lòng mình đã chớ một cái gì đó buồn. Có đúng không bác sĩ Mai Hạnh? Có đúng không tất cả anh chị nhà phối? Nhưng mà cái cảm xúc đó là cảm xúc bình thường. Con người mà. Cái cảm xúc đó là cái cảm xúc tức thời. Nó chỉ thoáng qua trong cái giai đoạn đó thôi. Hiếu cảm thấy nó cũng là bình thường. Nếu bây giờ chỉ cần downline mình nhắn tin một cách giận hờn trách móc, Hiếu cũng chỉ là một cái nụ cười. Nụ cười hoan hỷ và bao dung. Bởi vì ngày xưa mình cũng có, đôi khi mình sẽ có những cái cung bậc cảm xúc đó. Nhưng cái cuối cùng là gì? Mình phải nhìn lại một cái chặng đường. Họ giúp đỡ mình như thế nào? Họ thương yêu mình như thế nào? Thì ngày hôm nay có vì một cái lý do nào đó thôi, đâu phải mình là số 1, đúng không ạ? Bởi vì mình phải tự thân vận hành trên đôi bàn chân của mình, dựa trên cái sự yêu thương và bao dung của offline của mình. Nên nếu như các anh chị hiểu được cái triết lý này, thì chắc chắn khi chúng ta có đội nhóm, chúng ta có downline, chúng ta có offline, thì chúng ta sẽ học cách bao dung, tha thứ và tiếp tục tương hỗ và cùng nhau làm việc với nhau để có thể cùng giúp nhau thành công, được không ạ? Và có một điều trong này mà Hiếu nhắc anh chị một lần nữa thôi ha, lưu ý thôi,
không tham vấn lời khuyên của offline hoặc là không tương hỗ với offline, thì đây cũng là một cách nhanh nhất khiến chúng ta bỏ cuộc hoặc khiến chúng ta rời xa hệ thống và nhớ. Được không ạ? Nên ngày hôm nay Hiếu không biết các anh chị làm theo phương pháp này, nhưng nếu như chúng ta không bám hệ thống, không bám theo leader của mình, thì các anh chị sẽ trên cái con đường kinh doanh của mình sẽ chông chên. Đã khó rồi lại càng khó hơn. Đã thử thách rồi lại càng thách đố hơn. Thì con đường đi đến thành công em quay của ta sẽ trì hoãn hơn nữa. Và cái hình ảnh này cho Hiếu một bài học sâu sắc. Và cái hình ảnh này cho Hiếu gửi tới một cái lời nhắn nhủ tới những anh chị đã và đang đôi khi có đôi lần thoáng qua trong đầu của mình: thôi hay mình dừng lại, thôi hay mình bỏ cuộc đi. Bởi vì các anh chị phải hiểu một triết lý rằng nếu như ngày hôm nay nước ở 99 độ không thể sôi, nếu như ngày hôm nay mình đã nỗ lực, mình đã nỗ lực tới ngần này rồi mà vẫn chưa tìm ra được tiếng dưới, mình nỗ lực tới ngần này rồi mà vẫn chưa tìm ra được khách hàng thường xuyên, mình nỗ lực tới chừng này rồi, mình vất vả với lại đội nhóm rồi mà vẫn chưa tìm ra được leader để có thể thừa kế cái công việc của mình, thì các anh chị ơi, hãy cố gắng nỗ lực với sự kiên trì của mình, với sự kiên định của mình nhiều hơn nữa, thì chắc chắn vũ trụ sẽ đem tới cho các anh chị một đáp án và những quả ngọt để xứng đáng với sự nỗ lực của các anh chị. Nên đã cố rồi thì hãy cố gắng hơn nữa. Vì các anh chị cứ nghĩ đi, các anh chị bỏ cuộc vì các anh chị vẫn còn một bánh xe chính, đúng không ạ? Nếu các anh chị không khởi nghiệp cùng em quay, các anh chị vẫn đang có một công việc truyền thống, cơm áo gạo tiền, và các anh chị không phải lo lắng, vẫn ngày ăn ba bữa như thiên hạ, không nghèo đói bao giờ, vẫn có thể phát triển và thành đạt được trong công việc truyền thống, đúng không ạ? Đã có đôi lần mình nghĩ tới điều đó, đúng không ạ? Nhưng nếu lỡ như trong công việc truyền thống của các chị gặp biến cố, như đại dịch Covid vừa qua, nhiều người thất nghiệp, nhiều người phá sản, nhiều người ở tù vì không có khả năng chi trả nợ nần. Vậy lúc đó, nếu tiếp tục ai đó cho các chị thêm một cơ hội nữa để tiếp tục cày, tiếp tục nỗ lực, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục thách thức với những khó khăn trước mắt về biến cố tài chính, biến cố xã hội và biến cố con người, thì các anh chị có tiếp tục không? Hay là dừng lại và buông xuôi tất cả? Đúng không ạ? Nên em quay, chúng ta phải nghĩ công bằng với em quay. Chúng ta hãy nghĩ em quay như một sự nghiệp duy nhất của cuộc đời mình. Hãy thử đi. Và tới đã nước này rồi, thì ta thách đố với sự kiên trì của em quay. Ta tiếp tục chiến đấu. Đúng không ạ? Các anh chị có sẵn sàng tiếp tục chiến đấu giống như vợ chồng yêu không ạ? Nếu tiếp tục, hãy bấm dưới là tiếp tục, đúng không ạ? À, cho Hiếu thấy được cái tinh thần của những chiến binh vượt qua được những thách thức của những khó khăn. Tiếp tục được không ạ? À, Hiếu nhận được lời của bạn Giang. Giang tiếp tục em nha. Mạnh tiếp tục nha. Rồi, chị Sa tiếp tục nha. À, vì chúng ta dừng lại sẽ là uổng phí một chặng đường. Nên khi chúng ta quyết định rời bỏ môi trường ông quay thì hãy quay về bước đầu tiên. Vì sao? Ngày đó chúng ta lựa chọn em quay. Được không ạ? Chính vì vậy, Hiếu đưa ra ba bối cảnh. Nếu như ngày hôm nay mình muốn trở thành một cầu thủ giỏi, mình cần bao nhiêu thời gian để luyện tập vậy nha? Ví dụ Ronaldo, Hiếu không rành về đá banh. Như biết Ronaldo là một cầu thủ rất là xuất sắc. Thế nhớ cách đây vài năm, Ronaldo là một hình tượng bóng đá, là một thiên thần bóng đá của bao nhiêu người yêu bóng đá, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng Ronaldo khác biệt so với lại những cái tài giỏi khác. Vì sao anh nổi tiếng? Vì sao anh lại có những cú đá đẹp và trở thành một cầu thủ giỏi như vậy? Là bởi vì hằng ngày cái giờ mà những cái cầu thủ khác còn nằm trên giường ngủ thì anh đã ở ngoài sân tập.
4 giờ sáng ra cũng gặp anh, 6 giờ sáng ra cũng gặp anh, mà 8 giờ sáng ra cũng gặp anh. Điều đó thể hiện sự rèn luyện. Sự rèn luyện, sự dấn thân, được không ạ? Ngày hôm nay muốn trở thành một bác sĩ giỏi cần bao nhiêu thời gian để học hỏi? Ngày hôm nay một bác sĩ, ví dụ con của chị Thảo, dược sĩ ở Dĩ An đi, tiếng dưới của bác sĩ Hồng Hạnh, à, bạn nói là Vi Thảo hay sao? Bạn Thảo mà muốn trở thành bác sĩ giống y ba của bạn nó mất hết 7 năm. Bác sĩ Mai Hạnh cũng mất hết 7 năm. Đúng không ạ? Ngày hôm nay con mình muốn trở thành một bác sĩ cũng mất hết 7 năm. 5 năm học và thêm 2 năm chuyên tu nữa mới ra trường. Bao nhiêu tập, mà, bao nhiêu cuốn tập, bao nhiêu tiền của dành trong 7 năm học tập đó. À, rèn lũi, rèn giũa đèn sách đó. À, đúng không ạ? Tốn rất nhiều thời gian, công sức và tài chính để trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng mà một bác sĩ giỏi khi đi ra cầm cái kéo, cầm cái dao, cắt mổ bệnh nhân, đâu phải 100% ca thành công đâu cả nhà. Giống như Ronaldo, đâu phải cú sút nào của anh cũng thành công đâu. Anh phải có những cái cú sút lọt qua lưới chứ. Bác sĩ giỏi đôi khi còn cũng có những cái đợt mổ cũng không thành công mà. Nhưng mà có phải họ vẫn tiếp tục không? Họ vẫn tiếp tục cầm dao mổ không cả nhà? Phải có những cái lần như vậy thì họ sẽ rút được kinh nghiệm. Đúng không ạ? À, chứ không phải nhảy vô là họ sẽ giỏi liền. Và muốn trở thành một nhà phân phối em quay chuyên nghiệp thì cần bao nhiêu thời gian không? Cũng cần thời gian đúng không ạ? À, nên ngày hôm nay nhiều người vô em quay nói không thể nào thành công được, bởi vì chúng ta chưa có thời gian. Chưa có thời gian nhiều thì chúng ta rèn luyện trong môi trường em quay. Mà nói tới cái thời gian trong ông quay, Hussey chia sẻ với các anh chị thêm một phút nữa ha. Đó chính là quy tắc, cái nguyên tắc 10.000 giờ. Cái nguyên tắc 10.000 giờ ra này, nếu mà chia ra nó sẽ có 5.000 ngày. Mà một năm chúng ta có 365 ngày. Mà 5.000 ngày chia cho 365 ngày trong một năm thì chúng ta sẽ có 15 năm với một người thành công trong sự nghiệp. À, thành công trong sự nghiệp thì họ sẽ mất hết 15 năm để rèn luyện, để học tập, để phấn đấu trong cái lĩnh vực đó. Vậy ngày hôm nay các chị khởi nghiệp với em quay có phải bán thời gian giống như vợ chồng hiểu không? Thì chúng ta chỉ, nếu như chúng ta dùng 2 giờ mỗi ngày thì chúng ta sẽ mất hết 15 năm để chúng ta thành công. Nhưng nếu chúng ta dành ra thời gian 4 giờ mỗi ngày thì chúng ta sẽ mất hết 7 năm rưỡi để chúng ta thành công. Nhưng nếu như các anh chị dành ra 8 giờ mỗi ngày để phát triển sự nghiệp kinh doanh ra ngoài một cách nghiêm túc thì các anh chị sẽ mất, chỉ mất tới 4 năm. Vậy ngày hôm nay sự thành công của anh chị phụ thuộc vào tốc độ thời gian làm việc của các anh chị trong môi trường kinh doanh ra ngoài. Được không ạ? Nên ngày hôm nay chúng ta có đừng bao giờ thoái thác cái câu trả lời là vì sao tôi chưa thành công. Bởi vì chúng ta phải nắm được, khi chúng ta nắm được nguyên tắc 10.000 giờ để trở thành một người thành công trong một lĩnh vực thì chắc chắn các anh chị sẽ công bằng với sự nghiệp kinh doanh đồng quay. Ok. Và buổi tối ngày hôm nay phần chia sẻ của Hiếu hơi dài, nhưng mà không biết là còn 54 anh chị vẫn còn lắng nghe học tập. Nếu như các anh chị note được những cái kiến thức nào có thể vận hành cho kinh doanh và đội nhóm của mình thì chúc mừng các anh chị. Và phần chia sẻ của Hiếu nó cũng là những cái tâm tư nguyện vọng trong cái bài chia sẻ bài soạn của mình, trong đó nó cũng có lồng ghép những cái tình cảm của Hiếu dành cho các anh chị nhà phân phối thành công và chưa thành công. Nên các anh chị ơi, chúng ta phải có niềm tin, sự lựa chọn chúng ta là đúng đắn. Nếu chúng ta bỏ cuộc thì chúng ta quay trở về từ đầu. Chúng ta tiếp tục thì tương lai mà. Dấu vân tay có thể thay đổi thì tương lai của chúng ta cũng có thể thay đổi. Đúng không ạ? Và dấu vân tay của Hiếu ngày càng thay đổi và ngày càng xác thực. Nếu Hiếu tin tưởng sự nghiệp kinh doanh online của mình sẽ tỏa sáng nhiều hơn. Và chắc chắn Hiếu tin tưởng các chị nhà phân phối khi mà đồng hành cùng với hệ thống, cùng với đội nhóm, cùng với hệ thống của mình thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thành công và tỏa sáng cùng với em quay. Chúc cho cả nhà của mình có một buổi tối ấm cúng và
hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào ngày Chủ nhật. Chúng ta sẽ có buổi học đào tạo BTC.